Thưa quý vị, tối qua tại thành phố Phan Thiết đã diễn ra lễ khai mạc lễ hội nghệ thuật biểu diễn quốc tế lần thứ nhất năm 2023 Bình Thuận Việt Nam. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận Hội Tù Xanh. Tham dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Tobias Beaskoner, Tổng Giám đốc Hiệp hội Sân khấu Biểu diễn Thế giới, cùng các đại biểu trong tỉnh và quốc tế. Lễ khai mạc đã đem đến cho hàng ngàn người dân và du khách những màn trình diễn mãn nhãn thu hút. Với thông điệp kết nối sáng tạo, lễ hội quy tụ hơn 300 nghệ sĩ, diễn viên từ 7 đoàn nghệ thuật quốc tế và Việt Nam. Phát biểu tại lễ khai mạc, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Thuận cho biết, lễ hội nghệ thuật biểu diễn quốc tế lần thứ nhất năm 2023 Bình Thuận Việt Nam được tổ chức nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người dân và góp phần thúc đẩy sự phát triển văn hóa du lịch trong tiến trình hội nhập và phát triển bền vững của tỉnh. Còn theo Tổng Giám đốc Hiệp hội Sân khấu Biểu diễn Thế giới Tobias Biancon, lễ hội nghệ thuật biểu diễn quốc tế đang mở cửa và mang các buổi biểu diễn từ các quốc gia khác đến Việt Nam. Điều này cũng giúp các tác phẩm của Việt Nam có cơ hội được chạm tới quốc tế, mang sự sáng tạo nghệ thuật của Việt Nam đến với mọi người trên khắp thế giới và đem đến sự kinh ngạc cho cộng đồng và cá nhân trên toàn cầu. Thêm nữa, lễ hội lần này là bước khởi đầu để đưa Phan Thiết trở thành điểm đến độc đáo cho nghệ thuật biểu diễn về cả mặt nghệ thuật và giáo dục. Điểm nhấn của đêm khai mạc là các tiết mục nghệ thuật đặc sắc sống động được đầu tư dàn dựng công phu của các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước. Tinh hoa văn hóa ba miền được thể hiện thông qua các tác phẩm của nhà hát múa rối nước Việt Nam, phần trình diễn mới lạ trên nền nhạc cụ dân tộc Chăm của nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh, hay làng quê Yên Bình được tái hiện độc đáo qua phần trình diễn xiếc của đoàn nghệ thuật Phương Nam. Cháu rất thích chương trình biểu diễn này và thấy rất thích thú với múa rối nước. Thích múa rối nước. Chị thấy nó hay á, thú vị. Em thấy rất là đặc sắc và hay. Em rất mong muốn ở Bình Thuận có sẽ có nhiều lễ mục hay như vậy. Trong khi đó, với nền văn hóa khác biệt, màn trình diễn của các đoàn nghệ thuật Mông Cổ, Philippines hay nghệ sĩ thổi sáo Bangladesh Rahul Das, nghệ sĩ Pháp Kenza David cũng nhận được nhiều tán thưởng từ phía khán giả trong tiếng hò reo cổ vũ. Thì qua cái năm du lịch Bình Thuận này á, người dân tôi thấy là cái tỉnh đã cũng đã chăm sóc và chăm lo về cái mang tinh thần cho người dân rất là nhiều. Diễn ra trong 3 ngày 8 đến 10 tháng 12, ngoài không gian chính là sân khấu trên đường Nguyễn Tất Thành, lễ hội nghệ thuật biểu diễn quốc tế còn có các sân khấu cộng đồng phục vụ liên tục nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc như biểu diễn đường phố, biểu diễn quốc tế, hòa nhạc hòa bình thế giới, ngoài trời và diễu hành, biểu diễn nhạc giao hưởng đại nhạc hội. Lễ hội nghệ thuật biểu diễn quốc tế được tổ chức tại thành phố Phan Thiết, được tỉnh Bình Thuận kỳ vọng đặt nền móng cho việc xây dựng thương hiệu văn hóa du lịch đặc trưng cho tỉnh, tạo sức hút đầu tư lâu dài, bền vững vào địa phương.